Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em tiếp tục lên cho cả nhà mình xem em máy cài Isuzu TL4000 hai cầu tải lái trợ lực, hàng nghĩa địa, xe mới vừa về luôn cả nhà mình ạ. Để mời cả nhà mình cùng ngắm nghía một vòng tròn xung quanh em nó ha. Đồng thời nữa em sẽ báo giá trong video cho cả nhà mình cùng biết để cả nhà mình có thể mua về sử dụng nha. Thì em nói là em máy cài hàng nghĩa địa, xe mới vừa về cả nhà. Trên đét đền đẹp luôn ha. Từ mình máy động cơ cũng như là bộ lốc số và lông lá đồ này nọ của em nói thì còn riêng đét đền đẹp luôn cả nhà. Về sau để như vậy ha, không hề sơn phết ha. Em sẽ gọi vào cận cảnh từng chi tiết cho cả nhà mình quan sát ha, để cả nhà mình có thể tiện theo dõi ha. Bên đây là cái phần gầm bệ của em nó cả nhà, còn rất là đẹp và rất là chắc chắn luôn ha, khá là ok luôn cả nhà. Sơn xi là còn riêng đét là đẹp luôn, cả nhà mình có thể quan sát thấy dàn lông lá em nó là biết liền ha. Nếu mà sơn lợi thì sẽ không có những vết chảy xước như vậy đâu cả nhà. Đây là phần phía sau cầu trước ha, còn rất là ok con dê luôn cả nhà mình ơi. Từng cái lưới thông đồ này nọ còn rất là đã luôn ha. Và tiếp theo đây thì em mời cả nhà mình cùng ngắm nghía cái phần đít khu của em nó ha. Isuzu TL4000 hai cầu tay lái trợ lực cả nhà. Cầu kỳ của em nó thì khá là ok, đùi bọng em nó thì rất là to và rất là lớn cả nhà, rất là uy tín và chắc chắn luôn ha. Phương tiện đứng ở đây thì em sẽ gọi cận cảnh và cặp về cho cả nhà mình tiện quan sát ha. Rin đét đèn đẹp luôn cả nhà mình ơi. Còn về phần bánh trái của em nó thì còn tương đối thôi cả nhà, tương đối thôi ha, chứ không có được xuất sắc lắm ha. Cả nhà mình quan sát thấy cái phần lồng dè thì cả nhà mình sẽ phát hiện ra là em nó còn riêng hay không ha. Chung về phần lông lá của em nó thì còn khá là ok cả nhà. Đây là cái phần gầm bệ phía bên này ha, phía bên này và phía bên kia cũng y như nhau thôi cả nhà, còn rất là đẹp luôn ha. Cả nhà mình cũng có thể quan sát thấy cái vỏ của cái lát dọc rất là đẹp cả nhà mình ha. Từ đây là phần kẹt tê cũng như là thất giữa của lốc máy em nó cả nhà. Nhà mình có thể quan sát kỹ hơn để phát hiện ra nó còn trin hay là đã bung rồi hay cả nhà mình ha. Và sau đây thì anh trai bên bộ phận kỹ thuật của nông nguyên cơ tư mì sẽ gỡ cái lưới hông ha, để cả nhà mình có thể quan sát cận cảnh phần mình máy động cơ phía bên trên của em nó hay cả nhà mình ha. Đề và dynamo là trin đét đền đẹp luôn. Cả nhà mình có thể quan sát cận cảnh phần lốc máy của em nó là cả nhà, rất là đẹp luôn ha, còn trin đét luôn. Quay lại sát cái phần thất giữa với cái phần kẹt tre của nó cho cả nhà mình cùng quan sát ha. Nói chung thì rất là ok con dê luôn cả nhà mình ơi. Và em sẽ qua phía bên kia để quay ra tiếp phần bình máy động cơ phía bên kia cho cả nhà mình cùng quan sát ha. Thì em nó sẽ hữu cái khối động cơ ba máy cả nhà mình ơi. Đây em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình xem ha. Và đặc biệt thì em nó sẽ hữu hai quả bơm ha, một quả bơm ben riêng và một quả bơm trợ lực lái riêng ha. Cho nên là lái trợ lực của em nó rất là nhẹ cả nhà mình ơi. Cả nhà mình có thể quan sát từng chi tiết bình máy động cơ cũng như là ốc ác con này nọ ha, còn rất là đẹp và rất đồng bộ luôn cả nhà, rất là đã luôn ha. Đặc biệt thì cả nhà mình có thể quan sát con heo dầu của em nó ha, và ba cái ống bét nhìn quá đã luôn cả nhà mình ơi, len can sờ quen luôn ha, riêng đét đèn đẹp luôn cả nhà mình ơi. Nói chung thì quá xá đã luôn ha. Và đây là cái phần bình máy động cơ phía bên dưới ha, cũng như là gầm bệ phía bên dưới này ha cả nhà mình ha, còn riêng đét đèn đẹp luôn, không hề sơn phết luôn. Cả nhà mình có thể quan sát những cái vết chốc sơn cũng như là những vết râm râm thì cả nhà mình có thể sẽ biết ha. Còn đây là phần phía trên động cơ cả nhà, cũng như là nắp còi em nói ha. Em này thì sẽ hữu cái khối động cơ ba máy, có trục bộ tăng áp cho nên là động cơ của em nó sẽ được tăng cường sức mạnh ha. Cho nên là động cơ em nó sẽ rất là mạnh mẽ ở những vòng tua cao ha cả nhà mình ha. Do em nó có cái trục bộ tăng áp ha. Riêng về phần máy móc động cơ cũng như là hơi hám thì nông nguyên cơ tư mì sẽ bao cho cả nhà mình ha. Cả nhà mình hãy yên tâm ha, không học hơi thừa nào đâu cả nhà mình ơi. Và bây giờ em sẽ đẩy nắp capo em nó lại và sẽ test chạy em nó những bước chạy đầu đời tại kho bãi cho cả nhà mình cùng quan sát ha. Nói chung là quá đã luôn cả nhà mình ơi. Đặc biệt em này thắng rất là ăn ha, đạp phát dính liền ha, quá xá đã luôn cả nhà mình ơi. Em nó rất là bốc cả nhà và hoạt động rất là êm ái luôn ha. Cả nhà mình cũng có thể quan sát thấy anh trai bên bộ phận kỹ thuật của nông dân tư mì cũng nói chung là cũng đạp nhiệt tình ha, cũng nói chung là thẳng cẳng ha, chứ không phải là đua xe đâu cả nhà. Nhưng mà em nó hoạt động rất là êm ha, động cơ của em nó rất là giọt và rất là mạnh luôn cả nhà mình ơi. Hiện tại thì em nó đang ở kho 71 của nông nguyên cơ tư mì, địa chỉ là xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình cũng có thể đến xem xe cũng như là alo với tư mì qua cái số điện thoại em để trên màn hình ha. Và bữa một bữa hai nữa thì em nó sẽ có mặt ở Bắc Tân Nguyên, Bình Dương cả nhà mình ơi. Thì em mời cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Và ở gần cuối video thì em sẽ lên một đoạn về em máy cài Isuzu TL3200 hai cầu tay lái trợ lực vừa mới rớt cẩu ngày hôm qua cả nhà mình ha. Còn video cụ thể về em nó thì em sẽ phát sóng vào 19 giờ tối ngày mai ha, mời cả nhà mình cùng đón xem ha. Và đây là cái phần test cầu của anh trai bên bộ phận kỹ thuật của nông nguyên cơ tư mì cả nhà mình ơi, test cầu trước ha. Nói chung thì em nó hoạt động rất là mạnh mẽ luôn cả nhà mình ơi, cả cầu trước lẫn cầu sau ha.
Và sau đây thì em sẽ báo giá em nói cho cả nhà mình cùng biết ha. Nông nguyên cơ tư mì sẽ để là Mitsuki TL4000 hai cầu tay lái trợ lực này cho cả nhà mình với mức giá là 95 triệu ha. Mức giá trên thì nông nguyên cơ tư mì sẽ không bao bình nhưng còn thương lượng nhẹ cho anh em ở xa về xe ha. Và có một điều đặc biệt là cả nhà mình chỉ cần thêm 10 triệu đồng nữa thôi ha, thì cả nhà mình sẽ được trang bị thêm một cặp lốp sau ha, mới đét 100% hàng Việt Nam ha cả nhà mình ha. Và cả nhà mình cũng có thể bấm một số điện thoại hiện trên màn hình để gặp trực tiếp bên tư mì để biết thêm thông tin chi tiết về em nó cũng như là xuống cọc chốt em nó trước em nó về bằng dâu hay cả nhà mình ha. Và tiếp theo sau đây thì em mời cả nhà mình cùng xem phần xuất hiện của em Mitsuki tên là 3002 hai cầu tay lái trợ lực vừa mới rớt cẩu ngày hôm qua cả nhà mình ha. Và sau khi em nó đã được mấy anh trai bên bộ phận kỹ thuật của nông nguyên cơ tư mì kỳ cọ tắm rửa và xịt dầu thì diện mạo em nó đã khác hẳn luôn cả nhà mình ha, không thể nào nhận ra luôn ha, quá xá đẹp luôn cả nhà mình ơi. Cả nhà mình hãy đón xem em nó vào 19 giờ tối ngày mai, em sẽ lên video chi tiết về em nó cũng như là báo giá trong video cho cả nhà mình cùng biết để cả nhà mình có thể mua về sử dụng ha. Và tiếp theo đây là em máy cài Kubota L2006 ha cả nhà mình ha, một cầu ha. Thì cả nhà mình có yêu thích em nó thì mình hãy liên hệ em tư mì qua số điện thoại em để trên màn hình ha, gặp trực tiếp anh tư mì để biết thêm thông tin chi tiết về em máy cài mà mình yêu thích cũng như là xuống cọc chốt em nó trước em nó về bằng dâu ha cả nhà mình ha. Và bên nông nguyên cơ tư mì còn rất là nhiều em máy cài đang chờ đón cô chú anh chị em mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Cả nhà mình xem video mà thấy em nào hợp nhãn á, cả nhà mình có thể bấm một số điện thoại hiện trên màn hình ha để gặp trực tiếp anh tư mì để chốt em máy cài mình ưng ý hơn cả nhà mình ha. Và còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ hơn cả nhà mình ơi.